Anh em nào muốn làm giàu lên ngay vipbợm.me, hệ thống chặn lẻ Momo uy tín tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello, hello anh em, chào anh em mới trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi anh em ơi. Thì tầm cỡ chừng chiều ngày mai thì chúng ta sẽ biết được thông tin của vị ninja mới tiếp theo là ai. Đó. Thì ngày hôm qua đến hôm nay thì mấy bữa nay luôn chứ anh em. Thì lên trên bay của nhà phát hành á thì để mà địa thông tin của tướng mới mà họ đợt này họ yểm tướng ghê quá à. Không biết là con tướng gì luôn anh em nên là cũng chưa có review cho anh em coi được. Chắc cỡ tối ngày mai có thông tin thì mình sẽ review anh em coi ha. Rồi ok anh em, hóng ghê luôn á. Sặc nữa đang là bá chủ, không biết cái con tướng mới là như thế nào đó nè anh em. Ngày hôm nay là chắc là mình sẽ nạp một cái gói siêu hot đi anh em nhờ. Ngày mai thì mình sẽ giải quyết cho xong mấy cái tài nguyên này luôn đi. Quyển trục đợt này chưa đi ăn xong nè, chắc ngày hôm nay nó mở quyển trục hết đi ha anh em. Nó sẽ bán những cái gói quyển trục ở bên này khá là ngon để anh em lấy thêm quà. Đó, để mình đi hết cái đống quyển trục này cái đã anh em. À, nạp cái đã nè, nạp cái đã. Nạp gói siêu hot ha. Rồi, ok, ngày một gói này là ổn rồi anh em. Rồi, mình đang tính nạp cái gói đại chiến những giả nè. Nhưng mà chưa có nạp nữa. Để coi cái quà được nó có ngon hơn hay không anh em. À, đợt này nó cho thêm quyển trục nữa nè. Nhưng mà cái quà này chúng ta phải cày nha anh em. Nếu mà ngày mai mình thiếu nguyên liệu thì chắc mình sẽ nạp cái gói này. Rồi ok, vô lấy quà đã, quà nạp mỗi ngày. À tuyệt vời, lấy thêm quà nữa nha, quà nạp mỗi ngày nè anh em. 6 ngày, ngày mai là ngày cuối ha anh em, ngày mai ngày cuối của cái đợt event này. À nói cho anh em biết nữa đó là mình đang ở level 203. Thì level này thì 202 là bắt đánh ải được rồi anh em. Cái nhiệm vụ tuần hoàn á đó, thì nó kêu mình là vượt ải 4.4. Mà trong khi đó là 4.1 là không cho mình đánh nữa rồi. Nên là đợt này khá là khó khăn để mình đi anh em. Rồi ok ha anh em. Để coi coi. Thì ngày hôm nay chúng ta đi cái ngày vui gì? Vui vẻ đi anh em, ngày vui vẻ. Rồi cũng như là đi leo thần thụ. Ha, cái thần thụ đôi đợt này mình hết bị dướng rồi nha anh em. Hết bị dướng rồi, tán rồi, chết được cái ải 520 rồi. Ở ải rất cực kỳ khó luôn anh em. Rồi để mình đi một chút bên ngày vui vẻ đi cái đã. Trời đang có 64 cái quyển trục. Hay cha, để mình nhập 30 cái. 30 được 36, nhập thêm 34 nữa đi. Có bao nhiêu đi nhiêu thôi anh em chứ sao giờ. Ai da, thiếu ta mua một quyển trục mắc lắm nha anh em. Một quyển trục mắc lắm. Có tới 150 lận. Mà bên này thì nếu mà chúng anh em bỏ thêm Rio ra á thì chúng ta được thêm 50 quyển trục nữa cũng khá ok. Đây 50 quyển trục nè anh em, 5.000 Rio. Lấy cái gói này luôn đi. Ha, mua được 2 lần luôn nè. Mỗi hôm mà như nó bán chỉ có 1 lần à, đợt này nó bán 2 lần lận nè anh em. Rồi, 20 đi. Quay, đủ luôn rồi kìa. Trời ơi, uổng ghê chưa? Nó nhảy luôn full móc luôn rồi. Anh em mà để dư gọi là nó dư quyển trục luôn nha anh em. Nên là anh em phải canh chỉnh. Ơ quên. Lộn. Cái đó là mua mà. Này là 31. Đấy, được 38 anh em, đi được bao nhiêu đi. Muốn lấy cái này ghê á mà khó quá anh em ơi, bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn luôn á nha. Đợt nó còn có bán quyển trục bằng cái gói siêu hot. Mà đợt này nó đổi thành cái quyển trục làng cát rồi. Đợt là nó bán 50 cái quyển trục làng lá anh em. Đó, thế là mình đi nó khá là khỏe mà đợt này anh không có bán nữa. Nên là bữa là xém nữa là lấy luôn cái móc 1.000 luôn nè anh em. Còn bây giờ thôi thua rồi. Nhưng mà được cái chúng ta có thể đổi được phút 10 sao anh em. Rồi để coi coi. À, đổi được 5 con anh em. 3.000 một con. Ráng kiếm được thêm mấy cái quyển trục làng cát này nữa nè, cỡ 300 nữa nè, để mình đổi một con trước ha. Đó, một đơn hình nhân 10 sao. Giờ kiếm thêm cỡ chừng 204 nữa là chúng ta đổi được thêm một con food nữa ha anh em. Quá đã.
À, đang còn dư cái... Ủa, bên này có sách nhìn đã ghê anh em ơi. Thiếu gì đổi đó thôi, sao giờ anh em? Cái quyển trục làng cát này hiếm quá à. May mà nạp có đó anh em. May nạp cái gói siêu hot này, nó mỗi ngày nó cho mình cỡ 1000 cuốn đó. May coi nạp thêm một gói nữa đi. Rồi ok, sơ sơ là như vậy anh em, để mình vô mình coi coi cái bảo vật của mình có được ghép chưa. À được rồi nè. Đó, hồi event trước nó cho 25, đợt này cho 25 nữa là 50 anh em. Ui, wow. Nó cho luôn cả là bảo vật của hệ âm dương luôn. Cái bảo vật mở ra hệ âm dương hơi bị hiếm nha anh em. Thường á thì nó sẽ mở ra những cái bảo vật là hệ lôi, hỏa, đồ. Đợt này nó cho hệ âm dương, nhưng mà hệ âm dương này thì cùi nhất anh em. Nó cho đánh vào tướng hỗ trợ. Ờ, nhưng mà biết đâu được đợt này nó ra tướng hỗ trợ xịn sao anh em. Rồi phải tiêu diệt nó trước sao đúng không. Rồi ok, leo thần thụ một chút đi ha. Thần thụ đôi nè. Rồi, team cũng ổn áp rồi đó. Ôi chà. Tại sao lại cho con sặc đứng ở đầu nha. Cho đứng ở đằng sau đi. Đó, team đầu của mình là như vậy. Team sau của mình á thì là... Đó, team sau của mình là tướng... Ủa đâu rồi, để tam. Team sau của mình là bên team độc đốt á anh em. Rồi, bây giờ đi tiếp cho anh em xem. Leo được tới đâu thì leo ha anh em. Cái team đầu của mình là dồn đam với lại mấy cái hiệu ứng câm lặng anh em. Khá là ok. Đó, câm lặng đến từ vị trí của sặc Susanoo với lại con Tobi. Đó, dính câm lặng quá trời luôn em. Dồn đam nè, sặc dồn đam nè, với lại con Na tiên nhân dồn đam. Đấy. Kabuto đồ hả mày. Ui ôi. Xém hẹo. Đó, ui ôi, sặc nó đánh đã thực sự anh em. Đúng bây giờ đánh dựa theo nộ của đối phương thì ối dồi ôi. Rồi, tới cái team là... Team này gọi là team độc đốt của mình ha anh em. Siêu độc đốt. Đánh đầu quá thằng gai, đánh đầu quá anh em ơi. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ai da. Rồi, xong rụng nụ. Oh man. Anh em coi nó đánh rồi anh em. Đánh team mình như cọc bún. Kinh dị thiệt. Chết rồi, không ổn rồi. Rồi, đóng băng được một mớ đi kìa. Nhưng mà con gai vẫn còn sống nha anh em. Gai này hơi bị căng á. Hồi sinh. À, gai này nó còn vẫn còn bị dính cái hiệu ứng. Một mình nó có thể cân được kèo luôn á anh em. Mà đánh xíu hồi nữa nó cũng sẽ tự xóa mấy cái hiệu ứng à. Chắc mình sẽ đổi một vài gọi là những cái thành phần gọi là qua bên kia. Cho một con Chozuro và qua đi nè. Kakuyu nghỉ hưu đi. Gai này căng quá ta. Đây. À, chơi như vậy nè mới gây cứng nè anh em. Rồi, hàng sau này thì để như vậy luôn cũng được anh em. Không thì chúng ta có thêm một tướng này nữa. Rồi, ổn rồi đó anh em. Cho thêm một đam chứ nhiều khi. Cái này thì bỏ ha. Trận này chắc chắn win rồi. Cho thêm một đam chứ nhiều khi là không có đủ đam để giết địch đó anh em. Nên là khó khăn lắm. May quá, ôi trời ơi, con gai nó tán cho cái hàng đầu của mình muốn gãy luôn anh em. Rồi, xong luôn. Con Killer Bee của mình sao mà nó bị con gai nó đấm cho mà thấy không thấy đường về luôn ta. Không thấy đường về luôn kìa anh em. Ghê vậy trời. Thiệt luôn. Đâu để coi coi. Hàng sau. Killer Bee này căng quá anh em ơi. Killer Bee này căng quá. Ơ cái con gai này căng quá. Trận đầu này thì dễ rồi. Trận đầu này thì dễ rồi. Coi trận sau thôi. Thổi lửa liên hồi đó. Mới vào trận là anh em thấy team mình nó gãy hết rồi. Em thấy căng kèo chưa. Đấy đúng rồi bạn ơi. Tăng nhiều nhiều một tí để cho team ở đằng sau đánh anh em. Uầy. Không được nữa thì mình sẽ đổi hai team lại với nhau nè. Đổi hai team với nhau. Căng quá. Nhưng mà pha này Killaby làm tốt nha anh em. Tăng tốt nha. Nổ chồng nổ.
Ôi, Kirby tăng kinh khủng nha, được á. Hồi máu liên tục luôn kìa anh em. Nhưng mà vẫn thua, kèo này chắc chắn thua rồi. Để mình đảo tim anh em, mình đảo tim đi mới được. Đây, đảo tim này lên nè, đó. Kể cả linh thú luôn nha anh em, nhớ đảo cả linh thú nữa nha. Rồi, ok, ấy chà. Ấy chà. À, để mình đi thử hai cái team này thử coi, rồi tí hồi nữa mình sẽ làm thêm một cái quả gọi là kéo con sặc về anh em nha. À, team này win rồi nè. Rồi lấy cái team dồn đang của mình đánh thử trận thứ hai luôn nha anh em. Trận thứ hai này có vẻ gánh được ấy. Đau quá. Bạn có nộ mình cũng có nộ vậy. Ôi, mình thấy con na được hồi sinh đó anh em. Ui à, ui à ôi. Sặc nó tàn sát nguyên một cái đội hình bên kia luôn anh em. Vãi chưởng thật. 800 triệu đam, trời ơi. Thằng sặc nó tàn sát nguyên đội hình bên kia luôn, ghê thật sự. Ôi chà, để mình nâng cho con sặc lên một chút công. Đây nè. À, nâng cho nó máu cỡ 150 đi, đủ cái móc đi đã. Rồi, ok. Farm được bao nhiêu nâng bấy nhiêu anh em, farm được bao nhiêu thì nâng bấy nhiêu. Hết nguyên liệu rồi. 204, 250 là mát hả anh em. Tiếp tục. Trời ơi, thằng sặc nó tàn sát rồi là người ta ghê thật sự anh em. Đã. Sặc nó đánh răm gần 1 tỷ đam anh em, 800 triệu đam mà. Gần 1 tỷ đam. Rồi, coi cái đội hình là độc đốt của mình coi đánh đấm như thế nào ha anh em. Có cả con Sojuro là vào trong team để khống chế phụ team ha anh em. Chứ đợi đập đốt nó rút lên thì chắc là tụi nó đập team mình là quéo queo hết rồi. Rồi, ok. Rồi, xong. Vẫn bị dính đập đốt con Sasori á anh em. Rút đập ghê lắm ấy. Rồi, đợi tụi nó dừng đập chết thôi. Đóng băng được một đứa. Đau quá. Danzo, à con này tình nghi là ra ra sớm rồi nè. Tình nghi là đợt này ra mắt đấy, Danzo đấy. Danzo phiên bản là một nùi mắt Sharingan gắn ở trên người. Rồi xong, Kirby ơi, mày giết lẹ tụi nó đi kìa. Đúng rồi, đập đốt. Đó, ok chưa anh em? Sức mạnh Kirby, rồi. Không cầm lặng đứa nào được luôn ta. Nhưng mà choáng được 2-3 con, anh em cầm lặng được 2 con. Quá ok luôn. Nagato thì đứng ở trong cái team này thì để hồi sinh, anh em úp hồi sinh. Lực kèo rồi các thứ. Ổn áp. Rồi, Susanoo. Ui, đam nó to. Đam nó to thật sự luôn anh em. Không đóng băng được hai luôn. Biển chống tôi cao lắm bạn ơi. Gai bị đóng băng kìa. Choán. À, đội hình bên kia có Yagura anh em. Yagura với lại hai đệ tam với lại hai Yagura chùm đóng băng luôn. Team này chùm đóng băng luôn ha. Gọi là chùm đóng băng đấy. Đó, lia dễ dàng rồi. Rồi lấy thêm quà nữa tuyệt vời. Tầng 523. Trời ơi, xui xui nhiều quá. Trận này xui xui nhiều lắm anh em. Bên này ba xui xui luôn nè. Xui xui nhiều cỡ này thì sao mà né được, là mấy con tướng đầu của mình bị dính ảo thuật anh em nha. Nhưng mà choáng nhiều thì cũng được. Con xui xui thì nó không có né được mấy cái đòn rút độc anh em. Nên là đợt này đánh cũng khá là ok đó. Đó, mỗi đứa nữa cay hết rồi kìa. Tuyệt vời. Rồi, thẹt cục đơm nữa. Nó có cái nội tại dầu sôi của con Jiraiya anh em, nên là cái đội hình rút độc này của mình cũng ok lắm anh em. Mình không có chơi con Kakuyu á, mình bỏ con Hanzo vào. Kakuyu dễ chết quá, dạo này tướng mạnh quá. Cái dồn đam Kakuyu cũng bay màu luôn anh em, nên là khó khăn lắm. Còn con Shisui này thì nó đốt theo phần trăm máu rồi, không dưới không quá là 750% công của nó anh em. Nên là đốt khá là đau. Rồi, một nồi gọi là Jiraiya kìa. Phá nổ ta cũng như không. Để cho con sặc đánh thường thôi cũng được anh em. Trời ơi.
Đấy, này thì nè, này thì han nè, đau quá. Đánh cũng khá đau hơn em. Rồi, một quả Susanoo có đứa chết. Đấy. Đã anh em à, đánh cái này thì được cái mấy cái hiệu ứng nổ anh em nó chồng lên nhau nhìn đã mắt thật sự. Rồi Nagato gãy rồi, kệ nó anh em, nó vào rồi búp cho tim, hồi sinh cho tim thôi là ok rồi. Trời ơi, what the hell, may quá có Na anh em với lại gai xui xui của mình gãy rồi. Ôi gai hồi sinh phút cuối coi đam của con trời ơi. Sạc đợt này không có gây ra đam được đam nhiều anh em, không có nhiều như hồi nãy nhưng mà vẫn gọi là ok chứ. À một nùi đóng băng luôn nè anh em. Uầy, hai đội hình y chang nhau luôn nè. Đội hình đầu thì chỉ thay bằng con Asuma này bút máu nè anh em, còn bên này là ba con đệ tam, ba con rồi là Yagura. Chà, hiệu ứng đợt này căng à, hiệu ứng đợt này căng à nha, chứ phải đơn giản đâu nha, nhưng mà vẫn sẽ chơi gọi là tụi nó thích mình anh em. Nhưng mà gặp cái team gọi là rút độc của mình với lại cái team gọi là câm lặng của mình thì tụi này nó chỉ đứng hình anh em, nó rút độc kìa, ba đợt thôi là tụi nó quéo hết. Yêu cầu con bác quỷ Kilobi của mình là còn sống thôi là tụi nó rút độc đến chết luôn ha anh em. Asuma không được chơi nộ luôn kìa, khỏi búp máu cho tụi nó nha. Rồi đóng băng mạnh vãi trưởng ạ. Ôi à, một phát chết xui xui mình luôn kìa anh em, kinh. Rồi xong. Ê tụi nó có hồi máu rồi kìa, rút độc nhanh nhanh lên anh ơi. Đó, bị cái bê con tướng đầu á anh em, là nó là đệ tam nên là nó có tới hồi sinh anh em, tới ba cái mạng hồi sinh, tức là chúng ta phải giết được tới là 6 con 9 mục tiêu. 9 mục tiêu là kể cả ha, 3 mạng hồi sinh tụi nó nữa. Hoài căng à. Căng nè. Căng thiệt, cái kèo này căng này nha anh em. Nó vừa nhay mà nó lại vừa là khống chế nữa. May mà Yagura nó chết. Ôi chết tôi rồi. May mà Yagura nó chết một người rồi đó anh em. Thua ta. Khó chơi chứ bộ giỡn đâu. Nhưng mà trận này Shisu nó không có khống chế ảo thuật được ai hết kìa, mới bực mình đó chứ. Rồi Asuma bơm máu được luôn ạ. À, hết choáng nó luôn rồi. Ơi qua được rồi kìa anh em. Chà ngon lành. Để coi đội hình sau ơi, team dồn đan của mình đánh như thế nào ha anh em. Trời ơi hiệu ứng kìa. Đóng băng một đôi. Chết rồi anh em ơi. Vậy thôi. Ôi gai đập. Ôi gai thùi. Đó, nổ dồn nổ. Ui đã. Anh em nhìn nổ dồn nổ nhìn đã ghê chưa anh em. Sướng. Quay xong trận luôn. Ghê thật sự. Để mình share lên trên kênh thế giới để cho anh em gọi là xem cho nó vui nha. Đấy. Quá đã, nổ dồn nổ. Ui, ba thầy gai. Ba con cho Zoro rồi, xong trận này là hiểu rồi đó anh em. Ở bên này hai con cho Zoro. À, hai thầy gai, một Rock Lee. Ở bên này à, ở bên này là hai thầy gai, một Rock Lee luôn nhưng mà có ba con cho Zoro căng. Trận này hơi bị căng dướng ải nữa rồi. May quá dính ảo thuật được một đứa anh em. Đó, hai thầy trò nó đập nhau kìa. Trời ơi á, đam mấy con Chozuro đau lắm nên là mình sợ lắm anh em ơi. Rồi, chiến này kẹt ải tiếp rồi. Rồi, xong. Ồ, đấy. Đấy. Rồi, xong nhìn cái dàn tướng là hiểu rồi anh em. Làm sao mà giết được tụi nó. Mình kéo cái team dồn đam của mình lên thử lửa thử coi ha anh em. Rồi đồng ý. Rồi coi coi bên này thì đội hình 2 này thì lấy con Sơn hồi máu. Lấy đội hình 1 chơi trước anh em. Đội hình 1 mà qua không nổi là cũng hiểu luôn ha.
Chơi. May quá cầm lặn được hai con đằng sau. Trời ơi, con Toby mới bị một tán thôi là hồi sinh luôn kìa anh em. Sặc đánh hông vô đam luôn anh. Rồi. Nghỉ khỏe anh em ơi. Căng kèo này căng. Biết chết ai không nữa nè. Susano. Nửa cây máu tụi nó thôi nè. Trời ơi, búp hồi sinh được sặc kìa. Đó, búp hồi sinh được na kìa, nhưng mà vẫn bị chết à. Thua anh em. Ngưng tại đây, nhìn là biết rồi. Rồi. Rồi ha, ok anh em ha. Thì đó là cái đợt ngày hôm nay. Đó, thì ngày mai có tướng mới thì mình sẽ review cũng như là đánh giá sức mạnh của tướng mới cho anh em xem. Đó, nếu mà có thông tin anh em nhớ nhấn like, share, dõi kênh để ủng hộ mình nha. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.